Rồi chào anh em nha, hôm nay là mùng 4 Tết Quý Mão nha. Nay mình lên cho anh em 4 xe máy Win 210 Thái Lan đã bãi về nha anh em. Thì tình trạng mấy máy này hôm nay mùng 4 thì mình bán cho anh em với giá đầu năm luôn. Bình thường bán những xe máy này không bao giờ dưới 5 triệu. Nay mùng 4 Tết mình còn 4 xe máy này mình lên cho anh em ha. Giá chỉ 4 triệu 3 cục thôi nha anh em. 4 triệu 3 cục máy Win 210 Vinh lớn bơm nhất rồi. Con tay số 1 tới và lùi nha anh em. Đó. Thì mình bán giá ngày 4 này mình có 4 cục thì mình bán cho anh em với giá là 4 triệu 3 một cục nha anh em. 4 triệu 3 một cục. Máy bán bao zin đúng máy Win 210. Anh em mua về muốn làm gì làm nha. Không bao nổ, không bao gì hết. Nói chung là bán dạng tính xác nha anh em. Bây giờ mình quay cho anh em từ từ nha. Bình thường máy một sáng máy này không bao giờ dưới 5 triệu. Hôm nay là Tết mình bán cho anh em giá chỉ 4 triệu 3 cục thôi. Cục máy như hình. Cục số 1. Tất cả là máy là dên lớn bơm nhất rồi ha nha nha anh em. Dên lớn bơm nhất rồi. Cục số 2. Máy bán bao zin không đầy đồ đúng máy quay này cho 10 số con tay 1 tới 3 lùi. Hôm nay anh em mua đồ rẻ nó mắc lắm đó nha anh em. Ủa số phải 1 triệu mấy rồi. Cái lốc bơm nhớt cũng 1 triệu mấy. Sắt dên, bộ lửa, lốc số đó. Còn lại máy số 2 4 triệu 3 cục nha anh em. Này con số 3 con số 3 này thì ở bển nó thay cái đầu khác rồi. Nên cái con này anh em nào lấy thì giá rẻ hơn nha. Cục này nếu anh em lấy mình tính cho anh em giá 3 triệu 7 nha anh em. 3 triệu 7 thay cái đầu gì A28 gì nè. Nhưng mà đầu này mình nói là nó đã thay không phải đúng đầu zin của Honda nữa. Thì cái máy như cái kiểu này là anh em về thích rẻ mua về mình làm bún van kia là ok nha. Máy số 3 này mình bán 3 triệu 7 nha. Rồi máy số 4. Rồi tất cả máy mình như mình nói là bản bao zin đúng máy này 110. Con tay đã bãi thái vậy ha. Giá rẻ cho anh em về chơi mấy ngày Tết này. Con này đầu TH luôn. Số 4 con đầu TH. Bán hình sao hàng vậy nha. Bao đúng như hình ảnh như trong clip mà nói ha. Còn anh em mua về xào chẻ muốn làm gì làm nha. Bán là không có bao nổ bao im gì hết á. Nói chung là dạng là mình bán là tính xác. Nói rất là rõ nha anh em. Rồi anh em nào gần alo mình 0933 996 332. Mùng 4 Tết lên cho anh em 4 xe máy. Mẫu xe máy là 4 triệu 3 cục nha. Máy này 110 con tay xuống tới 3 lùi.